trình lên chư tôn đức và quý đại chúng tay tính cúng dường chư tôn đức là lo đủ thứ lo hết.
nhưng mà chùa vẫn còn dở dang. Thì qua hai ngày tu học, con cũng nhận thấy là thầy giảng sư cũng có dạy là tất cả ai cũng là đều Phật, và Phật là ở trong tâm của mình. Thành thử rằng con nhìn thấy sáu vị Phật hiện diện, thì con cũng có một bài hát để con cảm niệm đến thầy giảng sư và quý thầy mà chúng con mới có được ngày hôm nay. Nhưng mà bài hát này hát rồi sẽ biết. Dạ, xin quý vị một lần nữa cho chàng pháo tay và chúc mừng thầy. Mỗi khi đến chùa lòng con bớt buồn. Quá hay, quá hay. Thầy dùng vào ngày chưa bao tình thương. Đường tổ công vương một mối tơ vương. Hiểu đời là cơn vô thường. Lòng con hướng về Tây Phương. Nếu con đã từng về nơi giảng đường, chắc con sẽ dịch bớt bao sầu thương. Lời kinh cao thấp in thấu trong tâm. Nghe thầy giảng kinh về thuyền, làm con bớt đi ưu phiền. Phát nguyện từ đây, tham sân si huyết trừ, hay xa từ bi tinh tăng. Đường tu thường ngắn ghi, ngày đêm tập tâm tính tức, mỗi mong ngày thành công lớn lao. Nếu không có thầy dùng soi đốt mình, cảm thông gian kinh bạc nhà sắc tức thì không ngộ trong căn gian giải thoát tâm linh. Không thầy dạy con nhiệt tình, thì con suốt đời vô minh. Ngộ trong căn giác giải thoát tâm linh. Không thầy dạy con nhiệt tình, thì con suốt đời vô minh. Hát cái này chắc cô Thanh Tiền có hát có show. Dạ, một lần nữa cảm ơn chú Thiện Tâm rất nhiều. Vâng, thưa quý vị, vì thời gian chúng ta không còn nhiều và chúng ta chỉ gói gọn chương trình để có được thời giờ cho quý vị ngày mai chuẩn bị đi làm.